Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký kênh tự học kế toán của tôi nha, được không? Để mà theo dõi những cái video hàng ngày của tôi thì các bạn lên kênh YouTube nè, rồi các bạn gõ từ khóa là tự học kế toán đó, mà gõ từ khóa nè, mà bấm vào đây, rồi các bạn thấy Tấn Hải Bùi nè, các bạn bấm vào. Rồi được chưa? Rồi do đây là tôi đã vào cái kênh của tôi rồi á, nên cái chỗ này nó không có hiện nút là đăng ký kênh hoặc là subscribe. Thì các bạn khi mà vào kênh của tôi tự học kế toán đây nè, các bạn thấy ở đây nó có nút subscribe hoặc là đăng ký kênh, các bạn bấm vào. Rồi được chưa? Các bạn lên kênh YouTube gõ từ khóa tự học kế toán rồi bấm vào Tấn Hải Bùi. Ở đây nè, ở bên cạnh cái Tấn Hải Bùi nè, nó có từ đăng ký kênh hoặc là từ subscribe, các bạn bấm vào. Bấm vào được không? Rồi sau đó nó có cái chuông, các bạn bấm cái chuông. Được chưa? Rồi đó là cách đăng ký kênh. Vì sao bấm cái chuông? Vì mỗi lần bấm cái chuông á thì khi mà tôi ra video á thì nó sẽ hiện lên thông báo đây nè. Nó hiện lên đây nè các bạn. Cái chuông nè, các bạn thấy không? Đó, đây là những cái video mà đây là những cái kênh mà tôi đăng ký nè. Thì nó hiện lên đây. Rồi được chưa? Và do kênh của tôi là có quảng cáo á, nên các bạn muốn ủng hộ kênh của tôi để tôi có kinh phí tôi làm nó nhiều video hơn á, thì các bạn bấm vào đây nè, bấm vào nút ba chấm nè, có từ cảm ơn nè, các bạn bấm nút cảm ơn nè. Rồi sau đó các bạn mua những cái ảnh động ở đây được không? Mua những cái ảnh động ở đây, các bạn bấm mua cái số tiền nè, đó các bạn muốn xô mua số tiền bao nhiêu các bạn mua, rồi bấm mua và gửi. Rồi được không các bạn? Bấm mua và gửi thì nó hiện ra cái thông báo nè. Đó, các bạn mà lấy cái thẻ của mình đó, thẻ Reddit hoặc là Debit nè, các bạn gõ vào. Rồi được chưa các bạn? Ok chưa? Ủng hộ kênh của tôi để tôi có kinh phí tôi làm ra nhiều video free tặng cho các bạn nha. Quên, bây giờ tôi thực hành cho các bạn xem luôn nè. Bây giờ ví dụ như ở một cái kênh này nè. Được không? Đây. SCTV nè, đó nó có từ đăng ký nè, các bạn thấy không? Tôi bấm nút đăng ký nè. Đó nó có cái chuông nè, các bạn sổ ra đây nè. Bạn bấm nút tất cả nè. Đó. Chỉ là bấm vào cái chuông rồi đó, vì tôi ủng hộ người ta nè, tôi lên đây nè, đó tôi bấm nút cảm ơn nè, đó tôi mua một cái ảnh động này nè, tôi bấm mua và gửi nè. Rồi được chưa? Rồi cảm ơn các bạn nha, nhớ đăng ký kênh của tôi nha, để tôi ra nhiều video tặng cho các bạn, nhớ bấm nút cảm ơn nữa nha. Rồi cảm ơn các bạn nha, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.